Xin kính chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh Thằng Bến Tre ha. Thì hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa, mình lô mai giống bên vườn của bạn Nam cô chú anh chị. Mức giá chỉ từ 120.000 đến 150.000 một cây, bao phí vận chuyển cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào với cáp đến hỏi cho vườn của bạn Nam nha. Vườn của bạn Nam có hơn 60 giống mai cô chú anh chị ha. Hơn 60 giống mai cho cô chú anh chị mình lựa chọn thoải mái ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào với cáp đến hỏi cho vườn của bạn Nam nha. Không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình giờ gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn nha, chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai về cho cô chú anh chị mình thấy bo ghép hoặc là mình chơi Tết 2024 nha. Rồi giờ một cái đầu clip ha, là một cây cúc phượng hình trân mã số 91K nha cô chú anh chị. Tàn rất là tròn luôn cô chú anh chị ơi. Cũ. Rồi so nè, 1-2 dòng là có cái đuôi ra nữa cô chú anh chị ha, dễ thương ha. Liền cốt 100%. Rồi quanh thân là được 5, tàn cũng khá ha. Chiều cao 49, tán ngang là được 47. Còn cái cúc phượng hành trân này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 170.000 nha. Rồi mình đã cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 92K cũng là một cái siêu âm Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Rồi cây này cũng có củ đế nha. Rồi thông số luôn nha bạn. Rồi quanh thân là được 6, chiều cao 49, tán ngang 40. Rồi cây siêu bông Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị giá là 170.000. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi em xuống. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 93K. Cũng là một cây cúc hoa hồng. Rồi quanh thân là được 5. Đế thú nằm ha. Chiều cao 59. Rồi. Tán ngang 50. Rồi cái cúc hoa hồng giao lưu với cô chú anh chị giá là 170.000 luôn. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 94K. Cũng là một cây cúc cam. Dạ. Quanh thân là được 7, chiều cao 49, tán ngang 59. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị giá là 150.000 luôn. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 95. Rồi siêu ôm Sài Gòn các bạn ha. Đúng rồi, một cái siêu ôm Sài Gòn. Ok này cái tàn quá trời, quá xa cái tàn luôn cô chú anh chị mình này. 95K. Rồi thông số luôn nha bạn. Rồi quanh thân của cây là được 7. Rồi chiều cao là được 50, tán ngang 50. Cái siêu ôm Sài Gòn lá lớn giao lưu với cô chú anh chị giá 200.000 bao phí ship luôn. Đấy, cây tàn rất tròn luôn cô chú anh chị. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 96K cũng là một cây đại lộc đế bí luôn cô chú anh chị. Rồi bên em đế bí 3 múi luôn cô chú anh chị ha. Rồi quanh thân là được 6. Rồi chiều cao 52, tán ngang 39. Cái đại lộc mà giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 150.000 thôi. Rồi đã cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo mã số 97K. 97K cũng là một cây cúc 2 tầng luôn. Rồi 2 tầng quanh tấn phát ha. Rồi quanh thân là được 5.5. Rồi chiều cao 47, tán ngang 44. Rồi cây cúc 2 tầng này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 140.000 thôi. Rồi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 98K cũng là một cây cúc bi luôn cô chú anh chị. Rồi cái tàn khá luôn ha. Rồi thông số ha. Đế bí ha. Quanh thân là được 7. Rồi chiều cao 55, tán ngang 54. Cái cúc bi giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 150.000 luôn. Rồi đã cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 99G. 99K cũng là một cây cúc 150 cánh luôn. Có củ tròn vo luôn nè cô chú anh chị. Rồi thông số luôn ha. Rồi quanh thân của cây là được 7. Cây lên nụ đều gan rồi cô chính chị. Chiều cao 62, tán ngang là được 48. Cái cúc 150 cánh này giao với cô chú anh chị giá là 180.000 thôi. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 100K cũng là một cây khanh mai nha cô chính chị. Trời ơi cây tàn quá. Ủa đế nè cô chính chị. Cũ luôn ha. Quanh thân là 7. Bí 3 múi ha. Chiều cao 56. Rồi tán ngang 55. Rồi rồi cái hanh mai giao lưu của chính chị giá là 170.000 nha. Rồi, mã số 100K cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem mấy clip á, và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ à. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 mà. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh giống như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ à. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ. À.